Hôm nay chúng ta sẽ nói về nghịch lý kẻ nói dối. Đây là một nghịch lý rất nổi tiếng trong logic học. Mặc dù nội dung của nó là tương đối đơn giản, nghịch lý này đặt ra những câu hỏi hóc búa mà các nhà logic học, toán học và cả triết học cần phải giải quyết. Giả sử tôi đặt ra một mệnh đề như sau: câu này là sai, khi đó mệnh đề này là đúng hay là sai? Nếu câu này là đúng, nghĩa là điều nó nói đến là đúng, tức là câu này là sai. Nhưng nếu câu này là sai, thì mệnh đề đối lập với nó là đúng. Như vậy, câu này là đúng. Tiếp tục, nếu câu này là đúng, thì chứng tỏ nó bị sai. Bạn có thể thấy là điều này rất rắc rối. Nó tạo ra một vòng tròn lặp đi lặp lại. Nếu câu này là sai, suy ra câu này là đúng. Và tiếp tục, nếu câu này là đúng, suy ra câu này là sai. Và cứ lặp lại như vậy. Điều này tạo ra một nghịch lý. Vì theo logic học cổ điển, một mệnh đề chỉ có thể là đúng hoặc là sai và không thể nhận về một giá trị khác. Nghịch lý kẻ nói dối thường đi liền với những câu như: câu này là sai, tôi đang nói dối. Đó là những mệnh đề có vẻ như không thể được gán cho một giá trị là đúng hoặc là sai như thông thường. Nghịch lý kẻ nói dối bắt nguồn từ nhà triết học Hy Lạp Epimenides, sống ở thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Epimenides đưa ra một phát biểu là tất cả người Catan đều nói dối. Nhưng vấn đề là Epimenides lại là một người Catan. Vì Epimenides là một người Catan nên nếu phát biểu của ông ta là đúng, ông ta cũng nói dối. Vì ông ta nói dối nên phát biểu của ông ta là sai, suy ra người Catan là nói thật. Nhưng nếu như vậy, ông ta cũng nói thật. Và thế là chúng ta lại bắt gặp một vòng lặp vô hạn và không thể xác định được là Epimenides đang nói thật hay nói dối. Nghịch lý kẻ nói dối có vẻ tương đối đơn giản, nhưng nó đặt ra những bài toán hóc búa mà các nhà logic học cần phải giải quyết. Hiện tại nó vẫn là một chủ đề được nghiên cứu rộng rãi. Có một số giải pháp được đưa ra để giải quyết cho vấn đề này. Nhưng trước khi đi vào giải pháp, hãy nói về một số biến thể của nghịch lý kẻ nói dối. Đầu tiên là nghịch lý thợ cạo. Nghịch lý thợ cạo có nội dung như sau. Ở một ngôi làng nọ, có một ông thợ cạo tuyên bố rằng ông ta sẵn sàng cạo râu cho những người mà không thể tự cạo cho chính mình. Đây có vẻ như là một bản mô tả công việc rất hợp lý và không có gì bất thường cả. Nhưng nếu áp dụng nghịch lý kẻ nói dối, chúng ta sẽ thấy rằng bản mô tả này là thiếu logic và thậm chí là không thể thực hiện được. Người thợ cạo không thể thỏa mãn được tất cả khách hàng của mình. Hãy hình dung, sau một thời gian hành nghề, một ngày, người thợ cạo tỉnh dậy và ông ta đặt ra câu hỏi: mình có nên tự cạo cho chính mình hay không? Đây là khi mà mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Hãy chia toàn bộ nam giới trong làng ra thành hai nhóm. Nhóm 1 là những người không thể tự cạo cho chính mình. Đây là nhóm mà người thợ cạo có thể phục vụ. Nhóm 2 là những người có thể tự cạo cho chính mình và người thợ cạo sẽ không phục vụ cho nhóm này. Toàn bộ nam giới trong làng chỉ có thể nằm ở một trong hai nhóm. Bây giờ, người thợ cạo có thể tự cạo cho chính mình không? Nếu người thợ cạo tự cạo cho chính mình, khi đó ông ta thuộc nhóm thứ hai, là những người có thể tự phục vụ. Nhưng nhóm 2 lại là nhóm người mà người thợ cạo không được phép phục vụ. Vì vậy, ông ta không thể cạo cho chính mình. Nhưng nếu thế, ông ta lại chuyển sang nhóm đầu tiên, là những người không thể tự cạo. Và khi đó, ông ta lại được phép cạo cho chính mình. Vòng lặp tiếp tục được diễn ra và người thợ cạo sẽ mất cả buổi sáng để suy nghĩ mà không biết là có nên tự cạo cho mình hay không. Nếu ông ta cạo cho chính mình, ông ta đã vi phạm nguyên tắc là không cạo cho những người có thể tự làm. Còn nếu ông ta không cạo, ông ta đang mất đi một khách hàng tiềm năng, chính là bản thân ông ta, người không thể tự cạo cho chính mình. Ví dụ này thể hiện rõ một điểm là những logic rất thông thường và có vẻ như hợp lý. Nhưng nếu đào sâu suy nghĩ thì chúng lại có thể trở nên phi logic và không thể thỏa mãn trong thực tế. Một ví dụ khác liên quan đến nghịch lý kẻ nói dối được gọi là nghịch lý Pinocchio. Chúng ta biết rằng mũi của Pinocchio sẽ dài ra khi nói dối. Vậy sẽ ra sao nếu Pinocchio nói rằng mũi tôi sẽ dài ra? Nếu câu nói đó là đúng, Pinocchio đang nói thật nên mũi sẽ không dài ra. Nhưng vì câu nói đó là đúng, mũi Pinocchio sẽ dài ra. Nhưng điều đó lại chứng tỏ Pinocchio nói dối. Như vậy, nếu Pinocchio nói rằng mũi tôi sẽ dài ra, điều gì sẽ xảy ra với mũi của cậu ấy? Một câu chuyện khác được gọi là nghịch lý cây cầu của Buridan, được đưa ra bởi nhà triết học Jean Buridan. Câu chuyện bắt đầu khi mà Plato được giao canh gác một cây cầu mà Socrates muốn vượt qua. Plato nói với Socrates: nếu câu nói đầu tiên mà cậu nói với tôi là đúng, tôi sẽ cho cậu qua cầu. Còn nếu nó sai, tôi sẽ ném cậu xuống sông. Socrates liền trả lời: ông sẽ ném tôi xuống sông. Bây giờ Plato sẽ không biết phải làm gì với Socrates nếu Plato ném Socrates xuống sông. Điều đó chứng tỏ Socrates đã nói đúng. Và vì Socrates nói đúng, ông ta được phép qua cầu. Nhưng nếu Socrates qua cầu, điều đó chứng tỏ Socrates đã nói sai, vì Plato đã không ném ông ta xuống sông. Socrates sai thì Plato lại phải ném ông ta xuống sông, và mọi thứ lặp lại. Như vậy,
Chúng ta thấy rằng nghịch lý kẻ nói dối là rất nghiêm trọng vì nó khiến cách suy nghĩ của chúng ta bị cản lại. Ông thợ cạo sẽ không biết mình có nên tự cạo cho chính mình hay không. Mũi của Pinocchio sẽ dài ra rồi co lại, liên tục, không ngừng nghỉ. Plato cũng sẽ không biết phải làm gì với Socrates. Nghịch lý này tạo ra những vấn đề với logic học cổ điển và cả trong toán học. Bây giờ, làm thế nào để giải quyết được nghịch lý kẻ nói dối? Nghịch lý kẻ nói dối đã được thảo luận và nghiên cứu trong suốt 2.500 năm qua bởi các nhà triết học và logic học. Tuy vậy, chúng ta vẫn chưa có một đáp án được đồng thuận hoàn toàn bởi giới học thuật. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ đưa ra 3 cách lý giải thông dụng về nghịch lý này. Mặc dù cần chú ý rằng đây chỉ là 3 trong số hàng chục cách lý giải được đưa ra. Cách lý giải đầu tiên cho rằng nghịch lý kẻ nói dối là do mệnh đề đang tự dẫn chiếu đến chính nó và kết luận về tính đúng sai của nó. Khi chúng ta nói câu này là sai, cụm từ câu này là ám chỉ điều gì? Câu này có thể được thay thế bằng toàn bộ câu nói, câu này là sai. Như vậy chúng ta sẽ có câu này là sai. Tiếp tục, cụm từ câu này vẫn chưa rõ nghĩa và chúng ta có thể tiếp tục thay thế. Câu này là sai, là sai. Cứ tiếp tục như vậy, vòng lặp sẽ không kết thúc. Vì vậy, một câu nói không thể tự dẫn chiếu đến chính nó và đưa ra kết luận về tính đúng sai. Nó cần phải dẫn chiếu đến một câu nói khác. Chẳng hạn, tôi có thể nói như sau: mặt trời mọc ở phía Tây, câu nói đó là sai. Khi đó, mọi thứ là hoàn toàn hợp logic vì cụm từ câu nói đó đang dẫn chiếu đến câu nói trước đó của tôi: mặt trời mọc ở phía Tây. Một ví dụ khác là: ngoài trời đang có mưa và sớm chớp to lắm, tôi đang nói dối đấy. Câu nói đó là hoàn toàn logic vì cụm từ tôi nói dối ám chỉ về câu nói trước đó. Một điểm cần chú ý là một câu nói có thể dẫn chiếu đến chính nó mà vẫn có tính logic. Chẳng hạn, câu nói này viết bằng tiếng Việt. Khi đó, tôi có thể viết lại câu này thành: câu nói này viết bằng tiếng Việt, viết bằng tiếng Việt. Đó là một câu nói hoàn toàn hợp logic vì chúng ta hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của nó. Như vậy, chỉ khi câu nói tự dẫn chiếu đến chính nó và đưa ra kết luận về tính đúng sai của nó, điều đó mới tạo ra nghịch lý. Và cách lý giải đầu tiên cho rằng một câu nói như vậy là không đúng logic và không thể nhận về một giá trị là đúng hay là sai. Cách lý giải thứ hai cho rằng câu nói câu này là sai không những không có một giá trị đúng hay sai mà nó còn không hề có ý nghĩa. Câu nói này thực sự không mang lại một thông tin gì cả. Chúng ta đang ám chỉ điều gì khi nói về cụm từ câu này? Vì vậy, đây là một câu nói vô nghĩa và không có giá trị đúng sai. Cách lý giải thứ ba được đưa ra bởi nhà triết học Jean Buridan và được sự đồng thuận của nhiều người khác. Theo Jean Buridan, một mệnh đề luôn đi kèm với một khẳng định ngầm về tính đúng đắn của nó. Chẳng hạn, khi chúng ta nói thép Eiffel ở Pháp, thì một cách nói khác tương đương là điều đó là đúng rằng thép Eiffel ở Pháp, hay một cách khác là câu này là đúng và thép Eiffel ở Pháp. Một mệnh đề luôn đi kèm với khẳng định rằng nó là đúng. Theo cách đó, câu nói câu này là sai có thể được viết lại là câu này là đúng và câu này là sai. Mệnh đề này bao gồm hai mệnh đề đối lập, trái ngược nhau, không thể xảy ra cùng một lúc. Vì vậy, mệnh đề này là sai. Từ đó suy ra, câu nói câu này là sai là sai. Ở đây, bạn có thể nghĩ, nếu câu này là sai thì nó đúng, vì nó nói là nó sai. Nên chúng ta lại quay lại vòng lặp ban đầu. Một cách khác để bảo vệ là nói rằng, mặc dù mệnh đề vừa nói rằng nó đúng, vừa nói rằng nó sai, một sự đối lập thì luôn sai, nên chúng ta có thể kết luận là mệnh đề đó là sai. Chẳng hạn, nếu chúng ta nói rằng bức tường này có màu trắng và bức tường này không có màu trắng, đó là hai mệnh đề đối lập nhau nên câu nói đó là sai. Từ đó, cách lý giải thứ ba cho rằng mệnh đề câu này là sai vì nó tạo ra hai mệnh đề đối lập nhau. Như vậy, chúng ta đã nói về nghịch lý kẻ nói dối. Đây là một nghịch lý rất thú vị nhưng cũng tương đối hại não. Và nên nhớ rằng ba cách lý giải mà chúng ta nói trong video này chỉ là ba trong số hàng chục cách lý giải của các nhà triết học và logic học. Cho đến khi có được một giải pháp tuyệt đối cho vấn đề này, rất tiếc là người thợ cạo sẽ vẫn không thể biết được là mình có nên tự cạo cho chính mình hay không.